Thẩm mỹ Ohio xin kính chào quý khách. Thẩm mỹ Ohio đang điều trị giãn mau mạch ở vùng chân cho một vị khách hàng nữ và quý vị đang được theo dõi cận cảnh cái vùng giãn mau mạch ở phần cổ chân của chị. Tình trạng giãn mau mạch ở cổ chân thì có rất là nhiều những vị khách hàng gặp phải. Ban đầu thì nó chỉ là những cái tia máu nhỏ màu đỏ rải rác ở phía dưới cổ chân thôi. Nhưng sau đó thì nó bắt đầu là đậm lên này, tạo thành búi này và nó bắt đầu lan rộng ra và thành những cái màu xanh tím, là tức là nó đã nặng lên rất là nhiều rồi. Và ở cổ chân thì nó sẽ phát triển rất là nhanh quý vị nhé. Và tiếp theo đó thì nó sẽ lan dần lên phần bắp chân này, sau đó là đến phần đùi. Thế nên là quý vị hãy quan sát thật kỹ cơ thể của mình, nếu như mà có dấu hiệu thì chúng ta sẽ nhanh chóng là chữa sớm để phòng tránh là nó sẽ lan rộng ra và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Không biết là quý vị có tò mò vì sao phần giãn mau mạch ở cổ chân lại xuất hiện ở rất là nhiều những vị khách hàng không ạ? Và đặc biệt là kể cả những vị khách hàng còn rất là trẻ thì chúng ta cũng bị giãn mau mạch ở cổ chân. Đó là vì cái phần cổ chân của chúng ta là cái phần cuối cùng nâng đỡ toàn bộ cái cơ thể của chúng ta và là một cái phần hoạt động rất là nhiều. Đặc biệt là với những ngành nghề phải đi đứng nhiều này, phải di chuyển nhiều như là giáo viên này, MC, PG hay là những cái ngành nghề chúng ta phải đi mang vác nặng như là thậm chí là lao động chân tay, công nhân bình thường thôi, thì chúng ta cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng bị giãn mau mạch ở cổ chân là lúc đầu quý vị nhé. Và quý vị ngay bây giờ sau khi mà theo dõi clip, quý vị có thể quan sát ngay ở phần cổ chân của mình xem là chúng ta có những cái tia máu nhỏ màu đỏ ở phía dưới chân hay không. Nó sẽ li ti thôi, nó rải rác rất là nhỏ thôi. Đó là thời điểm đầu của tình trạng bị giãn mau mạch ở phần chân. Sau khi mà nó phát triển thì bắt đầu nó sẽ lan dần lên và nó sẽ bị nặng như những cái vị khách hàng mà chúng tôi thường là quay cho quý vị cùng xem đấy ạ. Nó sẽ lan dần lên phần bắp chân, lên phần đùi và lúc đó thì tình trạng đã rất là nặng rồi, thì cái quá trình điều trị nó cũng sẽ mất thời gian hơn rất nhiều quý vị nhé. Nếu quý vị cũng đang có tình trạng bị giãn mau mạch ở cổ chân như thế này thì hãy đến với số 208 Hoàng Ngân Hà Nội hoặc số 138A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để Thẩm mỹ Ohio có thể mang tới cho quý vị một liệu trình trị giãn mau mạch phù hợp và hiệu quả nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.